À, xin chào bạn, hôm nay mình sẽ đến một buổi cho ăn cá cát ăn nha. Đây là sâu nha các bạn, cá cát nó trốn ở dưới cát, khi mình bỏ sâu xuống nó bắt đầu lòi cái nó ăn. Các bạn có thể thấy sẽ rất là sôi động khi mà chúng ta bỏ sâu xuống dưới. Khi đã ăn từ dưới mà mình cũng không biết luôn á các bạn. Giờ một bé đang nằm đây nè. Đấy. Đấy, cắn rất là khí thế. Khi mà cát chú sâu này mà càng chui xuống dưới đi cát á, thì có dưới đó còn tụi nó ăn còn khí thế hơn nữa. Này là cái bé này nằm ở trên để chúng ta dễ thấy thôi. Tại này cực kỳ dễ nuôi các bạn, cứ gãy ra cát xuống cho ăn sâu dế. Đấy, trong cái thùng này là có đến 5 bé được nha, mà tụi nó trốn dưới hết rồi. Thì mình bắt thêm một bé lên chưa. Mấy đứa này ẩn nấp hay lắm. Đấy, rất là kỳ diệu. Mình bắt nó lên, nó lại trốn. Các bạn đừng lo khi mà ăn mà bị dính cát nha. Cái cấu tạo của tụi nó là có thể chịu nổi cái điều kiện là nó ăn trong môi trường cát nha. Lúc tụi nó no thì nó cũng chưa muốn ăn, cứ thích trốn ngủ. Con bé này là sung nè. Đấy, chết nhanh. Ta-da. Có bé này là chịu quay clip thôi, hai bé kia trốn hết trơn rồi. Đấy, chơi dòng này đó là rất là bí ẩn nha, đều vô cùng bí ẩn cho tụi nó. Trang trí cái hồ nhìn cho đẹp xíu nha các bạn. Không, mấy cái đồ trang trí này bên shop mình có bán luôn nha. Mình để cây dừa nè, nhìn vô người ta sẽ không biết trong này có cái gì hết. Mà đào bới lên mới thấy đấy, tuyệt vời. Cực kỳ hiếm nha các bạn. Đấy, cái chúng mình sợ chỉ có trốn thôi. Cái này chịu ăn.
mày trốn mà con. Đấy. Ok, phần còn lại mình sẽ cho tiếp cho các bé ăn từ từ ở dưới. Mà nó thích chơi loại này thì liên hệ với shop nha. Đang có sẵn tại shop 5 bé. Mà mình chỉ bán 3 bé thôi nha. Giờ là 2 bé luôn chơi. Ok. Xin chào. Hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau. Bye bye.